Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bản tin của STU. Và trước khi đến tin của trường ngày hôm nay thì mọi người đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất ở trong ngày nhé. Tối ngày 23 tháng 12 thì xuất hiện một vụ đánh ghen gây xôn xao mạng xã hội vào dịp lễ Giáng sinh này. Theo đó thì một tài khoản Facebook có tên là DT đã tố bị người yêu mình cấm sừng, cùng với đó là hàng loạt tin nhắn nhạy cảm cho điện thoại của người yêu mình. Trong đoạn clip thì nam thanh niên đã phát hiện bạn gái liên tục nhắn tin với người đàn ông khác với những ngôn từ mùi mẫn, thậm chí là còn chat video giữa đêm khuya. Anh vô cùng tức giận ra tay đánh cô người yêu này của mình, còn cô người yêu thì vừa gào khóc vừa hết lời van xin. Em xin lỗi, từ giờ thì em không làm thế nữa, em hứa. Tiếp đó thì anh này tiếp tục chất vấn. Hôm nay ta không bắt được thế này, ta cứ yêu mày, hết lòng quan tâm đến mày, cho mày thời gian, mày xem thời gian từ bao nhiêu. Trong khi đó thì cô gái ngồi bên cạnh tiếp tục hứa. Thì ta cũng dứt rồi, ta không muốn liên quan nữa, để yêu mày cẩn thận đấy thôi. Sau đó thì trên trang Facebook cá nhân, cô gái bị tố là cấm sừng người yêu đã lên tiếng giải thích về mối quan hệ này. Chi tiết về bài đăng của cô gái như sau. Em xin đính chính lại toàn bộ sự việc lùm xùm vừa qua. Em và N có yêu nhau và cãi nhau chia tay được một thời gian ngắn nên bọn em vẫn còn nói chuyện với nhau. Trong thời gian chia tay thì anh D có ý muốn quay lại và bù đắp cho em. Anh D có đưa em đi chơi các thứ nhưng em cũng đã nói rõ ràng là em cần thời gian để chấm dứt mối quan hệ cũ. Và khi em đồng ý quay lại với D thì em mới bắt đầu chặn hết tất cả mọi thứ về người yêu cũ. Chứ em không có cấm sừng gì cả, kể cả là hôm trước hôm sau thì em cũng đã chấm dứt xong em mới bắt đầu lại. Mọi người không ở trong cuộc nên không hiểu câu chuyện nên mọi người đừng phán xét em như thế. Cái gì cũng phải nghe từ hai phía chứ đừng nghe một phía mà phán xét người khác. Hiện tại thì dù chưa biết câu chuyện đầu đuôi sự thật là như thế nào nhưng vẫn đang rất thu hút lượt xem của cư dân mạng. Và chúng mình là STU, mà đừng quên like, share, đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.